Chúng tôi trò chuyện với vài tài xế xe ôm công nghệ. Có người đăng ký chạy xe trên 5 năm, có người chỉ vừa bắt đầu, nhưng phần đông họ đều cho rằng đây chỉ là nghề tạm. Từ chạy Uber tới giờ là Uber từ 2015, còn Grab này 2018 tới bây giờ chuyển qua Grab. Nói chung là chạy tạm thôi chứ còn cũng phải kiếm thêm máu chạy nữa. Đúng rồi, cái công việc này là công việc đi làm tạm mà. Sinh viên, những người mà chưa có việc làm thì chỉ chạy tạm. Chỉ cần xe có bằng lái, khách có điện thoại là đăng ký được rồi. Vẫn đi làm công việc thì chạy bán thời gian mà. Chính làm công ty hay vận chuyển, tại không đủ sống thì phải làm thêm. Khi được hỏi tại sao lại chọn chạy xe công nghệ mà không chọn công việc văn phòng ổn định, nhiều trong số họ chia sẻ họ chọn chạy xe để tự do hơn, thoải mái, không bị ràng buộc. Tôi chạy xe công nghệ theo như Bình Quân thì khoảng 7 triệu một tháng, với lại cái phần thời gian nó thoải mái hơn, nó không có gò bó, với lại nó mình tự chủ được cái công việc của mình. Lúc trước thì mình cũng có làm công ty đó, thì một thời gian sau không làm nữa, cho nên đăng ký chạy xe. Do mất lương với lại cũng nhiều cái vấn đề lắm, cho nên là mình không có chọn công ty nữa. Thì công ty của mình làm lúc trước đó, thì theo cái môi trường nó không có thích hợp với mình đó. Cái công việc này chủ yếu là mình chạy tự do, thoải mái, với lại cũng một phần là sở thích của mình nữa. Thì trước mình cũng làm công ty, nhưng mà sau đó mình nghỉ công ty rồi mình mới ra đi chạy này. Tại vì mình muốn cái sự thoải mái, tự do, với lại không có bị ràng buộc đó. Cho nên là mình chọn cái này. Lúc trước thì cũng làm công ty mà chuyên về vệ sinh những cái nhà xưởng, công xưởng đồ đó. Thì mức lương nói chung là không có đáp ứng được, nó thấp. Cho nên là mình mới chọn là chạy cái này để mà thu nhập của mình cải thiện được chút á. Mình cảm thấy mình chạy 2 tháng qua thì mình cảm thấy ok thì mình tiếp tục công việc thôi. Nói chung cái cuộc sống là như vậy. Cái thời điểm đó mình làm á thì chủ yếu là cái mức lương nó tầm 8 triệu. Nhưng mà mình có đề xuất lên thêm, nhưng mà bên công ty mình họ không chịu tăng thì nó buộc mình phải nghỉ về thôi. Mình chủ yếu là chạy là buổi sáng, cho tới chiều là mình nghỉ rồi. Buổi tối thì mình phải dành thời gian cho gia đình. Một ngày đi 10 tiếng đồng hồ quá thì dao động khoảng chừng trên 500, hoặc có thể là thấp hơn, tùy theo bữa, tùy theo cái lượng khách hàng đặt và tùy theo cái địa điểm ở đó nữa. Chung thì thời gian thì thoải mái, mà cảm thấy rảnh khỏe mình mở mình chạy thôi. Ban ngày mới trống mới chạy, rồi ban đêm làm, hay mình chiều làm tới 5 giờ sáng. Giống như kiểu chuyển phát nhanh vậy đó, nhận hàng rồi chuyển về tỉnh thôi. Giống như tôi chạy thì tháng kiếm cũng 5-6 triệu vậy đó. Giống như ngày trung bình mình chạy khoảng cỡ trăm mấy 200 vậy đó, chạy giống kiểu vậy đó. Đổ xăng hết khoảng mấy chục rồi, uống cà phê, báo thì cũng hết à. Chung là có đồng ra đồng vô, dễ xây sở vậy thôi. Bàn về câu chuyện, những người có học thức cao vẫn chọn chạy xe công nghệ. Họ cho biết phần đông đội ngũ đó chạy xe để trải nghiệm. Nói chung ta làm đỡ để sống thôi, chứ còn khi nào có công việc ổn định thì ta mới vô ta làm thôi. Chứ bây giờ cái ngày này là ngày tạm thôi. Còn mình chạy thì cái kiểu giống như là để mà kiếm đủ trang trải trong gia đình thôi, chứ còn dư thì chả có dư đâu. Thì nếu mà tính tổng thu nhập thì một tháng khoảng chừng trên 10 triệu là đã trừ chiết khấu của công ty rồi. Rồi tiền xăng cộ, xe ăn uống thì còn được khoảng chừng 10 triệu đó. Tại vì thấy mình nghĩ đi, dù bây giờ mà học đại học xong ra, bạn tốt nghiệp ra nhưng mà bạn chưa có việc làm, hoặc là bạn làm cái công việc bạc tham, thí dụ buổi sáng á là bạn chọn một cái nhà hàng hay là quán ăn hay là một cái công việc mà tự do nào á, bạn làm buổi sáng xong buổi chiều bạn rảnh thì có thể là chạy thêm xe ôm công nghệ này, cái đơn đăng ký thì chạy thôi. Còn những cái người mà họ học cao mà ra cái cử nhân thạc sĩ rồi mà họ chưa tìm được thì có thể là họ chọn cái nghề này. Chủ yếu thứ nhất là giống như là họ chạy để họ trải nghiệm. Nếu mà họ cảm thấy hợp với cái nghề này á thì họ sẽ theo. Còn nếu không thì họ sẽ tìm cái công việc khác. Trước đó có nhiều đề xuất cho rằng việc sinh viên chạy xe công nghệ cần phải có quy định để hạn chế. Vì ngày càng nhiều sinh viên bỏ học chạy xe hoặc tốt nghiệp vẫn tiếp tục chạy xe ôm công nghệ đang diễn ra. Nhiều người cho rằng do tình trạng thừa thầy thiếu thợ, nên nhiều cử nhân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Do đó, họ chọn các công việc bán thời gian, trong đó có nghề xe ôm công nghệ. Trả lời trên VTC News về vấn đề này, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ, quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đây là sự lãng phí về thời gian, tuổi trẻ và lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao.